Xin chào thầy và các bạn. Tiếp theo xin làm bài tập thứ hai. Thì bài tập này thì em đã làm xong rồi. Bây giờ em sẽ nói lại thôi. Giờ cho tránh thời gian quá lâu thì em đã làm như sau. Thì ở đây là một cái edit text. Edit text thì được tên là edit text, n là edit text cân nặng. Thì ta chọn ở đây là input type là number decimal, là ta chọn cho nhập số phẩy động vào. Tương tự như vậy, tương tự như vậy thì ở đây một cái edit text về chiều cao với tên là edit cc cũng cho nhập kiểu dữ liệu là số phẩy động. Còn ở đây là một cái test view. Test view này gọi là test view KV, nghĩa là kết quả. Sau khi tôi tính toán ra nó sẽ hiện ở đây. Và nút nhấn này thì đặt tên là ID nó là btn dg là đánh giá. Thì sau khi ta đã đặt ID cho từng cái đối tượng, sau đó ta phải ánh sáng. Thì ở đây nó sẽ sau. Đầu tiên ta khai báo về kiểu edit test là edit test cân nặng và chiều cao. Nên là tên biến. Một cái test view kết quả, một cái button là kết quả. Tiếp tục là ta sẽ ánh sáng là edit test cân nặng và mình kêu edit test file view id tìm đến id là edit test cn là cân nặng. Tương tự chiều cao thì id là chiều cao. Test view kết quả thì sẽ bằng test view file view id tìm đến test view kết quả. Tương tự là nút nhấn. Rồi, thì để mà khi ta nhấn vào cái nút nhấn này mà nó hiện thì ra được cái kết quả như này thì ta phải xét sự kiện on click listener của nó. Thì nút nhấn và từ đầu kết quả sẽ chấm set on click listener view on click listener là từ số ra này. Rồi đầu tiên ta phải kiểm tra nhất là cái edit test cân nặng này này. Sau khi ta get test, ta chuyển vào chuỗi mà nó bằng khoảng trống một tru, nghĩa là khi đó ta không có nhập gì hết thì nó sẽ toát lên một thông báo là vui lòng nhập cân nặng. Tương tự như vậy, nếu mà edit chiều cao mà cũng không có nhập gì hết thì nó toát qua thông báo là vui lòng nhập chiều cao. Trường hợp ngược lại thì vào với eo này thì nó chuyển từ cái edit chiều cao này, get test chiếu vào chuỗi này, sau đó nó bạc double, nghĩa là chiếu vào số double và lưu vào cái biến là chiều cao. Tương tự như vậy cho cân nặng cũng là kiểu double này, get test tương tự. Rồi nếu mà chiều cao hoặc là cân nặng bằng không thì nó toát ra thông báo là vui lòng nhập thông tin. Ở trường hợp này khi người dùng là bấm chọn vào lần không hết. Rồi để tính chỉ số BD thì ta vào trang web ta xem. Đây. Thì chỉ số BD là bằng trọng lượng cơ thể. Chiều cao nhân cho chiều cao. Thì chiều cao tính bằng mét và cân nặng tính kg. Thì nếu mà dưới 18,5 là giới chuẩn. Rồi. Nếu mà từ 18,5 đến 25 là chuẩn, thừa cân là từ 25 đến 30 và béo là từ 30 đến 40, rất béo là trên 40 thì ta tính như sau. Ta lấy chiều cao nhân với chiều cao đây, sau ta lấy cân nặng chia đi, kết quả được lưu vào cái biến là kết quả chủ là double. Ở cái khúc này là ta lấy hai sau dấu phẩy hai số thì ta đặt một cái kiểu dữ liệu là decimal format, kiểu nó là được DF new decimal format, từ đó ta ghi vào không chấm. Nếu ta muốn sau lấy ba số phẩy ta thì thêm số không vào rồi. Ở đây là hai số thì đỡ như vậy. Rồi ta so sánh, nếu mà kết quả này này kết quả là bằng cân nặng chia cho chiều cao trong cái chiều cao này nhỏ hơn 18,5 thì test view kết quả là một cái test view mà lúc nãy ta ở đây. Đây test view kết quả ở đây với
đi nó đi nó là test được kết quả đó, sau đó ta sẽ test lên bơi đi bằng dưới bằng ra rồi đưa vô phục map để sau phút này là nó sẽ lái xe qua dấu phẩy và signal là xuống hàng rồi. Vậy là nghĩa là nếu mà nhỏ hơn 18,5 thì nó xuất ra thông báo như vậy, tương tự từ 18,5 đến 25, 25 đến 30 và 30 đến 40. Còn trường hợp ngược lại thì nó sẽ không error thôi, thì không error thì xuất lên được như thế này. Thì sau đây em sẽ chạy chương trình. Ở trường hợp thứ nhất là ta không bấm gì hết, tôi bấm cái này thì nó báo là vui lòng nhập cân nặng, thì ta giả sử ta nộp là 60 kg, người ta không nhập chiều cao và đó là vui lòng nhập chiều cao cho 1m74, ta chọn giới tính là nam, ra bấm thì nó ra đây tương tự như vậy. Nếu là hàng này cũng cao xuống và vẫn bình thường 1m50 và bạn thừa cân thì tương tự như vậy, thì ta sẽ làm ví dụ như nữ chọn bình nữ thì nó cũng giống như nhau không? Thì bài tập thứ hai này em xin kết thúc ở đây, xin chào thầy và các bạn.